Có một quán Nhật siêu xinh ngay giữa lòng khu Thảo Điền, các bạn đã biết chưa? Nép mình giữa một con đường nhỏ trên phố Thảo Điền, đây chắc chắn là một địa điểm mà các bạn không thể bỏ lỡ. Với không gian gần gũi và ấm cúng, một nơi luôn nghĩ rất là phù hợp để có thể đi hẹn hò hoặc là có những cuộc trò chuyện thân mật với bạn bè. Và điểm thu hút nhất tại đây đó chính là vách tường được chiếu những bộ phim anime của Nhật vô cùng dễ thương. Menu thì sẽ tập trung vào những món cơm đặc trưng của ẩm thực Nhật Bản. Một điều mà luôn có thể khẳng định nơi đây là không chỉ gây ấn tượng bởi không gian đâu, mà còn là gây bất ngờ cho những món ăn có khẩu phần rất lớn và được chăm chút rất chi tiết, tạo nên một phần nhìn siêu hấp dẫn và bắt mắt. Vì là lần đầu tiên đến cho nên là Lu với lại hồi bạn cũng quyết định là gọi khá các món để thử xem sao. Không cần phải nói, đây là một món ăn mà các bạn nhất định phải bắt gặp ít nhất vài lần trong những hình ảnh của bữa cơm ăn gia đình tại Nhật Bản, đúng không? Món cơm này là sự kết hợp trọn vị giữa lớp cơm chiên tươi ngon với lớp trứng mềm dẻo được tạo hình lốc xoáy, và nổi bật là phần sốt bí mật ở trong này nè. Vị ngọt của cơm, vị béo của trứng và vị chua nhẹ từ sốt cho ra khẩu vị không thể nào mà chối từ được luôn. Còn với món này thì khi đem ra Lu phải nói là giật mình luôn á. Cái miếng thịt heo chiên xù này phải cỡ hai bàn tay của Lu ghép lại. Mặc dù là lớp vỏ bên ngoài được chiên vàng giòn đều, nhưng mà phần thịt heo ở bên trong vẫn giữ được độ mọng, độ ẩm, ăn rất là ngon. Ăn cùng thì sẽ có cơm trắng với lại bắp cải bào để giảm đi cái độ ngấy cho tổng thể cái món ăn này. Nói chung đây là một trong những món mà phải thử khi đến đây. Trời ơi, ta nói ai mà tim không hành, đảm bảo nhìn cái này là nổi da gà liền. Ê, nhưng mà nó ngon lạ kỳ luôn á. Thoạt đầu khi đem ra món này thì Lu khá là e ngại, bởi vì với tỷ lệ hành như thế này thì chắc chắn hương vị sẽ bị lấn át hoàn toàn. Nhưng không hề nha, bếp đã xử lý cực kỳ tốt luôn. Một sự hòa quyện giữa sốt thịt băm ngọt dịu, thơm thoang thoảng hương vị thảo mộc, cộng hưởng với độ béo từ lòng đỏ trứng. Và từ đó mà tỷ lệ hành trong món này vô tình tăng thêm được hương vị cho món ăn. Xôi mi cũng được luộc chuẩn, mang lại cho Lu một trải nghiệm khá là lạ nhưng mà vô cùng thú vị. Còn tim mê thịt thì Lu nghĩ sẽ thích món này. Phần thịt viên được nặn thủ công và áp chảo thơm giòn, vẫn là phần sốt đặc trưng đi cùng với lại trứng onsen, nấm, rau củ và ăn kèm với lại cơm trắng. Với Lu thì món này được nêm nếm hơi mặn, giá như là gia giảm gia vị một tí, thì dù là ăn không hay là ăn với cơm thì cũng sẽ vừa vặn hơn. Ngoài ra nếu các bạn đến đây không thưởng thức các món ăn no thì có thể nhấm nháp lai rai, nào là có salad nè, có sandwich và kèm theo đó là còn có một số loại đồ chiên. Các món tại đây giá trung bình sẽ tầm cỡ 200 cho đến 250 một món, còn các món nhấm nháp lai rai thì sẽ từ khoảng 80 cho đến 150 một món. Dù menu tại đây không quá là đa dạng đâu, nhưng lại đáp ứng được một yêu cầu tiên quyết của các món ăn tại Nhật, đó chính là hình ảnh hoàn toàn giống với lại thực tế. Đi đôi với đó là hương vị xứng đáng với vẻ bề ngoài này. Và nếu như cuối tuần này các bạn chưa có kế hoạch gì thì hãy cân nhắc đến đây để trải nghiệm thử nha. Và đây là Dotori Dining, địa chỉ luôn sẽ để tại đây để các bạn dễ dàng xem. Cảm ơn mọi người đã xem video.